ơi, bên đây vẫn làm đoạt giải nữa, 4 dòng loại cùng một lúc. Quý vị ơi, không phải đâu quý vị, đây là rồi bye bye mấy anh nha. Đó, mình thư giãn có chừng nửa tiếng rồi, ông xã đi làm tiếp đi à. Cơm nước anh nấu sẵn và đó có đói bụng vô ăn nha. Trời ơi, tụi nghiệp bóc bao lì xì chơi luôn, tụi nghiệp dễ sợ không? Ở trong còn mấy cái bao bự bự đó, mình vô đó mình bóc nha, mình xài nha. Dạ. Nhập lại cùng một lượt luôn quý vị. Dạ, anh lên kiểm tra giùm. Ai kiểm tra? Em mời một quyền khán giả mình lên kiểm tra giúp quyền đi. Đó rồi sau đó mình sẽ tặng một vé cho một loại sao mình dò miễn phí. Ôi anh chị nha, cái tớp bên đây quá hên rồi nha. Dạ, đây có ai lên kiểm tra giùm em không ạ? Rồi em mời anh ạ. Em mời gấu vàng. Dạ, cảm ơn. Anh Huy ơi, mình tặng cho một vé dòng loại mới đi. Đưa luôn đi anh Huy. Đưa luôn đi anh. Đưa cho chị gái nhà dưới nha. Con số nãy mình kêu là con số 60 á. Rồi bây giờ mình kiểm tra giúp quyền nha, cái gì là 4134, con số 60. Có 1. Con số tiếp theo là 36. Có 2. 29. Có 3. Số 6. Đủ. Hợp lệ hàng ngàn bốn số. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi cảm ơn anh. Tại vì mọi người biết sao không? Dạ. Khi mà quay banh á cũng như là sổ số là cái lòng cầu lúc nào cũng cho, trực diện. Rồi tặng rồi, bây giờ là lúc nào cái lòng cầu cũng để trước mặt và trực diện với bao nhiêu ánh mắt, với bao nhiêu con người khán giả mình đã xem trực tiếp. Và khi bóc con số nào thì ở trên này sẽ kêu ra những con số đó. Nên đây là một trò chơi rất là công bằng, nên là mọi người nhớ nha. Khi mà mọi người cảm thấy bất kỳ một vòng loại nào mọi người cảm thấy mặt nghi ngờ hoặc là muốn lên sân khấu, mọi người cứ việc kiểm tra. Sài Gòn Văn Thời rất là chào mời tất cả quý vị mình lên kiểm tra. Và sau khi lên kiểm tra thì chúng ta sẽ được vé vòng loại sau dò số miễn phí. Nên là khán giả mình thương đòn, nhiều khi khán giả mình đó không có lên kiểm tra, có nhiều cái sự cố, ví dụ như là kêu lộn số hoặc là một con số mình kêu ra hai lần, hoặc là trong cái lòng cầu quay nhiều khi cái con banh đó nó bị tróc cái số đi, nhưng mà có một số bạn mới, hoặc là nhiều khi ánh đèn sân khấu rồi trong lúc mà mình đang hát á rồi ánh đèn nó chiếu, tại vì mọi người phải đứng trên sân khấu mọi người mới hiểu được cái cảm giác đó, đôi lúc nó cũng phải có những sự cố và có những cái sai sót. Nên là mọi người nhớ là mọi người thương, thì nếu như mà tụi quyền có sai sót hoặc còn có sai sót. Dạ anh ơi, đang nói khoan từ từ. Nói đi. Rồi nếu như mà tụi quyền trên này là có sai sót cái gì đó, anh chị mình có thể là góp ý và tụi quyền sẽ khắc phục và chỉnh sửa, không làm tái đi tái lại cái vấn đề mà đã được xảy ra. Nên là mọi người thông cảm nha. Dạ. Bây giờ mình hỏi anh, một giờ mình mua nhiêu vé mà mình kiếm khi mà mình chinh được 4 vòng liền luôn, quá hơn luôn. Bây giờ mình đi 5 người, mua 5 vé. Ồ, 5 vé mà anh chinh 4 vòng liền quá hơn luôn. Anh có tính làm luôn vòng thứ 5 không? Rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Trời ơi, ông đi ông đô 4 năm dòng loại luôn quý vị. Rồi ngay từ bây giờ nên là 10 ngày đọc tiếp theo quý vị nha. Nên là mọi người nhớ hãy ủng hộ vé. Rồi bây giờ mình bỏ banh vào lòng cầu. Mình dò cho vui luôn, hay có ai đi kiểm tra banh giùm em không à? Dạ, có ai đi kiểm tra banh giùm
để nó tạo sự công bằng. Mời anh áo hóa đen. Ủa có phải chung bàn không vậy? tôi thấy ngồi chứ khu vực đó em tưởng chung bàn chứ. Rồi, mời anh lên kiểm tra lại một lần rồi, cuối nha. Rồi, kiểm tra anh nhìn cái nhung nha. Bây giờ mình nhìn xem có lá khóe mình cọc ha. Đưa cho anh cái mắt luôn. Không có. Cho anh kiểm cái vé chứ cái banh là ở dưới ai cũng biết con số kia ra rồi mà. 15 có 1 nè. 32 có 2 nè. 45 có 3. 53. 5 rớt rẻ mà. 300 ngàn. 300 hả? Trời ơi. Quay lại em cặn hình cái nữa gì á. Cái này cặn hình là chủ quyền. Thôi chị đừng có tặng hình với chị. Chị tặng hình là người ta đi về luôn đó. Thôi là chị đừng có tặng. Anh có hồi chú à. Lấy em luôn á. Nãy ông lại hung anh cái lấy vía. Ai không? Chị. Tao lại mày đi ơi. Trời ơi chết rồi. Để bây giờ cùng tham gia tham dự cho em vòng lợi mới. Tiếp tục vẫn là 10.000 nha. Trời ơi công nhận không á. Em công nhận là anh rất là may mắn luôn quý vị ơi. 3 vòng liền luôn. Quá hơn luôn phải không? Đó cho nên vì ai mà muốn may mắn hơn, dạ lại nắm tay anh cái bắt tay đi. Đó mình lấy cái vía, mình sẽ cái vía hơn nha. Không em rồi. Em nghĩ là hơn là họ nắm tay anh cũng không có hơn bằng đâu. Em thấy làm cái này là hơn. Nắm gì? Mà nắm cái đầu tóc giả. Trời ơi con khốn nè.